Vâng. Cái thứ nhất là cái anh em làm thì nhiệt tình. Vâng. Nên là khi mà bắt đầu là anh em làm cái thấy là tất cả là có cái gì từ chủ nhà yêu cầu hay là ý định như thế nào thì mình nói qua với anh em cái này là được mà đáp ứng. Hai nữa là về chất lượng cũng như về mảng kỹ thuật. Vâng. Và từ đấy mình tin tưởng thì từ cái việc đấy thì sau thì là cụ ngoại làm nhà cái gì mình ý kiến với lại cụ thì cụ lại tiếp tục. Cái lúc đầu là chú cũng định hướng là chọn thép nhẹ luôn hay là không, ý định của tớ là từ đầu là từ chọn đầu thép luôn nhẹ. Đúng rồi. Đấy, trong cái lúc mà thực tế ra thi công chú có sợ nó bị yếu quá không hay là sợ nó nắng? Tất nhiên là mình đã xem và đã nghiên cứu thì đã thấy là chất lượng như thế là được. Với hai nữa là anh em đến cũng tư vấn nên là ở đây thì nói đúng là rất nhiều công ty. Đúng. Thế nhưng mà mình đã thích từ đầu là mình cứ thế. Ý định mình lựa chọn là lựa chọn của